xưởng in hàng tỷ đồng tiền giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Khám xét nơi ở của các đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh liên quan hai thanh niên lưu hành tiền giả ở Đà Nẵng, công an phát hiện hàng tỷ đồng tiền giả cùng súng và lựu đạn. Ngày 19 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Đà Nẵng đã di lý các đối tượng liên quan đến đường dây làm, tàn trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả về Đà Nẵng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Theo điều tra ban đầu, tối ngày 26 tháng 11, một chủ cửa hàng ở quận Sơn Trà bán cho hai thanh niên một chiếc điện thoại với trị giá 10,2 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, chị này phát hiện 10 triệu đồng tiền giả, tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nên báo công an. Điều đáng nói, trong quá trình giao dịch, hai thanh niên này dùng nhiều thủ đoạn để che giấu về hình ảnh, biển số xe, số điện thoại liên lạc. Khẩn trương truy xét, cơ quan an ninh điều tra xác định hai đối tượng có hành vi lưu hành tiền giả nói trên là Đoàn Văn Dương, 33 tuổi và Hồ Văn Tiện, 34 tuổi, cùng trú ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng, công an thu giữ hơn 62 triệu đồng tiền giả, bao gồm 124 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Cả hai khai đã lên mạng tìm kiếm thông tin và mua tiền giả từ một đối tượng khác tại thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng điều tra, công an xác định người bán tiền giả cho Dương và Tiện là Nguyễn Thị Cẩm Duyên, 34 tuổi và Nguyễn Như Phú, 51 tuổi, cùng trú huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nhà của Duyên và Phú, công an thu giữ được công cụ, phương tiện sử dụng để sản xuất tiền giả, tài liệu, máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính sử dụng để tạo phôi tiền, giấy in tiền, giấy ni lông. Cùng với đó là hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả, bao gồm 2.684 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng. Ngoài ra, thu giữ thêm số lượng giấy tờ giả như chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe, 3 cây súng ngắn tự vệ, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn và 3 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng. Qua test nhanh, Nguyễn Thị Cẩm Duyên dương tính với ma túy. Hiện cơ quan an ninh điều tra đang kêu gọi một đối tượng liên quan khác là Huỳnh Ngọc Thái, 33 tuổi, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang, nhanh chóng đến trụ sở công an thành phố Đà Nẵng để trình diện.